Ok, thì trước khi vào video thì mong anh em qua ứng dụng TikTok và ủng hộ kênh TikTok của mình nhá anh em nhá. Thì mình mới làm một kênh TikTok và mình hy vọng rằng mình có thể làm những clip ngắn trên TikTok để cho anh em xem. Thì anh em hãy kéo xuống phần mô tả và nhập link TikTok vào và ủng hộ mình một lượt follow nhá anh em nhá. Cảm ơn các bạn, không làm mất thời gian của các bạn nữa. Bây giờ mình cùng với các bạn sẽ đi vào nội dung chính của video nhá. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nhá. Ở trong clip này thì mình cùng với các bạn sẽ đi theo event. Thì mới có giải đấu event mới, nhà phát hành mới vừa phát hành ra. Thì rất nhiều bạn comment xuống dưới video của mình rằng bảo là đã thử event lần này đi, thấy bảo rằng event này khó lắm. Thì theo mình ấy, giải đấu event này là tùy cấp độ danh anh em ạ. Anh em danh càng cao thì đá càng khó, còn anh em nào danh thấp thì đá cực kỳ dễ anh em ạ. Đây là event lần này với 9 câu lạc bộ bao gồm Athletic Bilbao, Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona, Sevilla, Real Sociedad, Villarreal, Real Betis và Valladolid. Thì câu lạc bộ mình chọn ngày hôm nay sẽ là câu lạc bộ Sevilla anh em ạ. Câu lạc bộ gọi là làm vua tại UEFA Europa League. Thì hôm nay mình sẽ chọn thử Sevilla đá event để xem rằng nhà vua của Europa League sẽ thi đấu như thế nào. Đây là đội hình của Sevilla với thủ môn là Bunu, ba hậu vệ bao gồm Acuña, Niazu, Reki, bốn tiền vệ bao gồm Teles, Juan Jordan, Gudes và Moutier. Hai tiền vệ tấn công là Torres và Gomez. Hỗ trợ tròn công là Rafa Mer. Thì, ngoài ra đội hình của Sevilla có cả Ivan Rakitic anh em ạ, Jesus Correa và Yusuf Enerly. Ngoài ra có cả Jesus Navas anh em ạ, một cựu cầu thủ của câu lạc bộ Manchester City. Bây giờ mình cùng với các bạn sẽ đi theo online nhé. Và đây là đối thủ của mình, đối thủ mang tên là Real Madrid, đội bóng nhà vua Tây Ban Nha anh em ạ. Hai nhà vua đối đầu với nhau, ông vua của Europa League đối đầu với ông vua của UEFA Champions League. Chúng ta được thi đấu trên sân nhà. Ở hiệp thi đấu thứ nhất chúng ta được giao bóng trước, chúng ta trong trang phục áo đỏ, quần đỏ và tất đỏ. Và một trận đấu xin được phép bắt đầu. Acuña, Reki, Niazu, đường chuyền xuống dành cho Moutier, không được rồi. Và mất bóng của các cầu thủ Sevilla, Junio, Moutier đã ngăn chặn rất tốt. Gomez, nhà đương kim vô địch của World Cup, đường chuyền lên dành cho Rafa Mer, tuy nhiên các cầu thủ của Real Madrid rất nhanh. Acuña, số 19 đang theo bóng, chuyền về dành cho Bonu, thủ môn có một màn trình diễn rất tốt tại FIFA World Cup trong màu áo của đội tuyển quốc gia ở Maroc. Anh đã cùng với các đồng đội của mình tại đội tuyển quốc gia đã vào đến bán kết và chỉ chịu nhận thất bại 2-0 trước đội tuyển Pháp quá mạnh của Didier Deschamps. Van Vecht Đê, cơ hội dành cho các cầu thủ đội bạn Real Madrid, đường truyền xuống dành cho Karim Benzema, rất nguy hiểm. Một tiếng cứu thua của Bonu và đã có một tiếng phạm lỗi của các cầu thủ DLS. Một quả đá phạt đền dành cho các cầu thủ Real Madrid, không vào. Lại là Bonu, một tiếng cứu thua quá xuất sắc của Bonu. Benzema đã không thể chiến thắng được Bonu trên chấm đá phạt đền. Một quả đá phạt góc dành cho các cầu thủ đội bạn đánh đầu, rất nguy hiểm. Bóng đã chạm vào xà ngang khung thành của Bonu. Militao, rất nguy hiểm, bóng đã nằm chắc trong tay của Bonu. Quá xuất sắc, số 13 đang cho thấy mình là một thủ môn xuất sắc như thế nào. Torres, một đường đảo biên dành cho Papu Gomez. Papu Gomez truyền vào, Rafa Mer, không được. Anh không thể chiến thắng được Thibaut Courtois. Sẽ có một quả đá phạt góc dành cho các cầu thủ Sevilla. Người thực hiện quả đá phạt góc này là Acuña. Alex Telles, không được. Van Vecht Đê, một tình huống phạm lỗi của Niazu bên phía chúng ta. Và phạm lỗi với Van Vecht Đê của đội bạn. Một quả đá phạt lên. Benzema, Niazu đã ngăn chặn tốt. Torres chuyền xuống dành cho Rafa Mer. Cơ hội mở ra dành cho các cầu thủ Sevilla. Không được, anh định chuyền vào, tuy nhiên Tchouameni đã ngăn chặn rất tốt. Sevilla mình phải nói thật, họ đá tại UEFA Europa League thì quá là xuất sắc anh em ạ. Không ai có thể khinh thường được đội tuyển này, họ đã có 5 lần vô địch Europa League, gọi là kỷ lục của giải đấu. Torres, Alex Telles, đường truyền sang dành cho Moutier. Không được, đường truyền của Moutier là quá mạnh. Ferland Mendy, David Alaba, phá mất bóng của Alaba, Rafa Mer. Torres, cơ hội dành cho Sevilla. Vào. Tỷ số là 1-0 dành cho các cầu thủ DLS và đó là Torres. 1-0 dành cho các cầu thủ DLS ở phút thứ 45 của trận đấu và hiệp một trận đấu đã kết thúc. Chúng ta đã kiếm được một bàn thắng rất may mắn sau sai lầm của các cầu thủ đội bạn và hiệp 2 trận đấu xin được phép bắt đầu. Mendy, Junio phá mất bóng rồi. Moutier của chúng ta đã ngăn chặn tốt. Naizu, chuyền dài dành cho Moutier.
Papu Gomez rất tốt. Gomez không được. Ferland Mendy đã ngăn chặn rất tốt. David Alaba. Chuyền xuống Toni Kroos. Không được, Moutier đã đứng đúng vị trí để ngăn chặn đường chuyền của Toni Kroos. Torres đường chuyền xuống dành cho Rafa Mir. Rafa Mir số 12 chuyền dài. Papu Gomez kịp không? Một tình huống phá bóng của Tchouaméni bên phía đội bạn, một quả đá phạt góc dành cho các cầu thủ DLS. Acuña tạt vào, đánh đâu không được, Thibaut Courtois đang ngăn chặn rất tốt. Một pha bay người bắt bóng rất xuất sắc của Thibaut Courtois. Không được, các cầu thủ của chúng ta đã phá bóng ra biên, sẽ có một quả ném biên dành cho các cầu thủ đội bạn. Van Vede, Ede Militao, Bures, Montiel mất bóng rồi, nguy hiểm quá. Vinicius, không được, Rekic của chúng ta đã ngăn chặn rất tốt. Gomez chuyền dài, Alex Telles. Tiểu ứng leo biên của Alex Telles chuyển xuống dành cho Pau Gomez, không được rồi. Modric, Luka Modric, không được, Torres của chúng ta lại là người ngăn chặn Luka Modric của đội bạn. Rafa Mir, Telles thường chuyển về dành cho Acuña. Một đường đảo biên của Acuña dành cho Montiel, không được rồi. Luka Modric, Benzema và ngăn chặn của Zaidu. Acuña đường truyền xuống dành cho Moutien. Gomez, chúng ta các cầu thủ Sevilla đang chơi rất chậm rãi anh em ạ. Họ đang có được lợi thế dẫn bàn và họ không việc gì phải vội vàng cả, trong khi nhà vua của Champions League và La Liga đang cố gắng đẩy cao đội hình để có thể tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Rafa Mir, Gomez, Papu Gomez truyền vào dành cho Gomez. Đánh đầu không được, Thibaut Courtois đã bay người cứu thua. Cũng phải nói rằng cú đánh đầu của Guedes là không quá mạnh và nó không đủ hiểm để có thể đánh bại được Courtois. Rất nguy hiểm, bóng đến vị trí của Van Vecde. Cơ hội mở ra dành cho Real Madrid, đường truyền vào. Gomez đã ngăn chặn tốt, cơ hội mở ra dành cho Sevilla. Một tình huống phạm lỗi của các cầu thủ đội bạn Real và như vậy là Eder Militao của đội bạn đã phải nhận một tấm thẻ đỏ ở những phút cuối cùng và đội bạn đã phạm lỗi. Đội bạn đã có 5 sự thay đổi người anh em ạ. Có lẽ rằng không kịp nữa rồi. Ở trận đấu này sẽ có một phút đá bù giờ. Đánh đầu không được, cú đánh đầu của Rafa Mir và lại là Thibaut Courtois ngăn cản. Và như vậy là trận đấu đã kết thúc và nhà vua của Europa League đã chiến thắng nhà vua của Champions League với tỷ số là 1-0 với bàn thắng của Torres ở phút thứ 45. Rafa Mir là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Thì đến đây mình cũng xin phép dừng clip. Nếu anh em thấy clip của mình hãy nhấn like và subscribe kênh YouTube của mình để ủng hộ mình ra nhiều những clip hay hơn nhá. Thì hẹn gặp lại các bạn ở những clip mới nhất của DLS. Xin chào tất cả các bạn.